À, thế này. Mày. Mày chạy đâu? Ôi trời ơi, chết rồi. Ui, nó phong lôi vạn quân kìa. Phang luôn nó. Chiến luôn đấy. Có thêm mèo nào mà bật cái kia đó như thằng tóc nhỉ. Ui, lê 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 lê. Mày là vừa. Vụt. Vụt. Hàn sa xạ ảnh nhỉ. Ờ thôi chết rồi, điểm hệt chung nó. Từ bi mẫn. Ngoài. Chết đó, chết đó. Ủa chứ gồng 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 gồng. Chạy nhanh. Ui, mù rồi. Ừ mày. May à vừa. Chết, mày chết ôi rồi không ăn được nó rồi khí quá ai à, về giao dịch không có khi nào cho là mua ba cái có tiền làm thần khí cho anh em ấy. Đang PK8X ngoài kính hồ xem vào sau long thì lại bị đâu. Đây là cái tinh trạch thần binh này à, các bạn săn ở trong tử vong cốc ấy thì để đấy. Sau đó là sau này các bạn làm cái siêu cấp thần khí 43 12 130 luôn à. Được. Được, thank you. Nó 120 à? Hay là nó đưa nhầm? Hay là đưa? À, mới tưởng nó đưa thì tao lại tưởng. Đấy là do mày. Tưởng nó luôn hết thêm 10k các bạn. Gì đây, sao thì đi. Nó đưa thì đang đang mải viết không chịu ấn giao dịch à? Ok. Rồi, giờ lên làm thần khí nha anh em. À, chắc là đủ rồi đấy. Bây giờ đi làm là thần khí phái đóng hóa nha. Đây. Các bạn xem này. Rồi, mua cái này nha. Nó có ba hiệu ứng này, đó, phá chi ẩn giảm tốc, mua cái này đi. À, ok. Tô cho thuyết phố.